chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay mấy em mình sẽ dẹp qua hết tất cả những thử thách chế tạo cũng như là trò chơi nha các bạn. Đầu tiên mấy em mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã giúp cho mấy em mình cán 300.000 người đăng ký nha các bạn. Cho nên ngày hôm nay mấy em mình sẽ tổ chức ăn mừng theo yêu cầu của rất là nhiều fan nha các bạn. Hôm nay là ngày đông đủ của các thành viên của team luôn nha các bạn. Nếu đã đông đủ thì ngay bây giờ mấy em mình sẽ không để mọi người phải chờ lâu nữa. Mấy em mình sẽ bắt tay vào việc cho bữa tiệc ăn mừng ngày hôm nay. Mấy đứa thích ăn gà nướng không? Yeah. Nếu thích ăn gà nướng thì ngay bây giờ anh sẽ đầu tư cho mấy đứa 4 con gà luôn. Yeah. Và ngay bây giờ đi thôi. Ủa mà anh Phú, sao trong 4 con gà đó sao anh không mua đại con gà điểu anh làm luôn đi cho lẹ. Trời, con đà điểu nó bự lắm con biết không? Mọi người nướng con đà điểu nở tao cùi á. Giờ mấy em mình đi chặt tre nha các bạn, để xiên qua con gà. Một chút mấy em mình sẽ quay gà nha. Ngoài này có bùa tre đẹp lắm các bạn. Ê Hòa. Gì mày? Mày nướng 4 con gà phải không? Mày phải chặt 4 cây tre nướng cho hoành tráng lên. Mà 4 gà bự rồi anh Phú. Tất nhiên phải bự rồi. Tưởng đâu con gà nhưng gà tre thì thôi chặt 4 cây nhỏ thôi. Phú. Sao? Một chút 4 gà. Mở đứa cái đồ cạp chắc đã lắm em Phú. Mày chưa làm đó thèm rồi, vô chặt phụ nè. Coi này các bạn, cái cây chà bá luôn này các bạn. Sao nãy mày không lấy cái cây này xỏ vô 4 gà luôn anh Phú? Dài quá không, bự quá không? Mấy này mình qua sông bằng xuồng nha các bạn. Có máy nào quay giật. Nào lắc gì hả? Đặng đừng có lắc, đặng té bây giờ. Đây các bạn, mấy em mình ra ngoài khu vực này chống chạy với lại không có làm phiền ai hết các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mấy em mình sẽ đào lỗ nướng gà nha các bạn. Đào rộng anh Phú. À, mấy đứa canh sau vừa đủ 4 con gà nha. Chắc cũng khá là rộng á. Mày canh sau vừa 4 gà nha đặng, chứ không đủ là tao nướng mày luôn á. Mày đừng có nói nhiều, tao đây đào mày. Mấy kia nướng mày luôn giờ chứ mày nói. Bé nó đào với mày ngồi đó. Mày đào rồi phải nhìn trước nhìn sau đó mày, mày đuôi hay gì vậy? Tao đuôi luôn đó, cho mày một cái nữa giờ. Làm như tao thích ngồi đây không bằng. Đào sơ sơ nghe mày, đào cạn rồi sao nữa? Tới mày nữa rồi đó. Bộ tao nói không đúng hay gì? Đào sơ sơ xuống nướng, hồi có than mới dễ nướng mày. Ê, đừng rộng quá, hẹp hẹp vô một chút. Rồi nhìn mày làm luôn đi. Mình làm như tao làm không được chứ đó. Ôi ơi, thật ghẻ cảm giá trong IBD luôn á. Sáng cục đất không nổi nữa. Tướng thì ẻo lả mà xách cái giá vừa chảng mà đòi xung giành giá xúc đất. Mà mày đặt đứng chỉ tao 5 ngón nữa. Đào là đáng rồi. Tụi bay làm gì mà ăn hiếp tao dữ tụi bay. Ê bà Giang, nó ăn thôi chứ nó không hiếp mày đâu nha. Ô gà đã được chứ, 4 con chà bá luôn tụi bay. Wow. Con này cũng giống con nào nó quẹo khổ hết trơn rồi. Cụm vô cây đi Hoàng chứ mày quay Hoàng. Gà tụi bay quý tươi luôn hả? Ăn gà nướng khỏi cần ướp vậy mới ngon. Đúng rồi các bạn, cứ làm theo kiểu dân giả là ăn ngon. Đơn giản là lại ngon các bạn. Các bạn lấy một thanh tre bự á, các bạn bỏ con gà vô, sỏ trứng giữa con gà á, người cột lại quay lại chín rồi các bạn. Cứ quay đều lại chín đều, không có sợ sống đâu. Các bạn cột chắc vô nghe không, nó giục á. Lấy dây chì cứng cứng á, bự bự như nè, không là nó cháy dây chì luôn các bạn. Không làm gì được anh. Nếu các bạn không chắc á, các bạn lấy kẽm xiên qua thịt con gà luôn. Xiên qua xiên lại giữa cho con gà chắc chứ không gì đó. Thôi trời ơi, thật, mày bỏ con dao xuống đi thôi, mắt con mày ghi vô tay mày mệt lắm thật ơi. Sao tao làm gì tụi bay cũng muốn cho hết vậy? Tao đứng không thì tụi bay cũng nói, làm sao chứ vừa lòng tụi bay đây. Mẹ gần tuyệt chiêu là ẩn thân chi thực là mấy kia không nói mày à. Ủa gì hả, để tao làm. Không có làm mà đứng đó ghẹ. Mày chỉ tào lao quá đắng ơi, cuối cùng nó cũng thấy được kìa. Thôi giờ mình chặt cây cho đỡ chửi các bạn. A few
few moments later. Thế là anh lấy cái che đi rửa để tao cột gà cái thành. Ờ, để tao. Anh đu, mày chơi lại vậy luôn á không à? Sao lại mày? Kêu tao rửa cái cây đã rồi mày lấy cây khác mày cột. Kêu vậy kêu tao đi rửa làm gì mày? Ai biết đâu? Mày được đấy. Cuối cùng cũng xong cái lỗ ra chung thành rồi. What? Ấy nhầm, nướng gà. Ngon đó, mày được đấy. Cái đẳng mày nằm thử cái lỗ này vừa không nào? Chi mày? Mốt để tao canh cái lỗ đưa mày xuống. Giờ mấy anh em mình lấy cây đi chất lên, đốt lửa nó lấy than các bạn. Đây các bạn, mấy em chiên cút chiên bơ chuẩn bị lên sóng. Mà chuẩn bị lên sòng nữa nha các bạn. Mấy này chút nữa nướng lên cặp đùi sướng lắm nha các bạn. Thịt nó săn lại. Đã. Có làm mới có ăn thành, không có làm thì ăn cái đó đó. Ê mày, mày không thấy nãy giờ tôi chặt cây hả mày? Làm dữ quá. Cái cây này chút lát còn quay anh Phú ơi. Quay gà hả? Dạ. Phú. Sao? Sao mua heo quay luôn Phú. Như đây than chắc quay heo chà bá luôn á. Wow. Làm như nhiều kinh phí lắm nha. Từ từ mới phát triển chút rồi nướng heo mày. Bốn con gà cũng phê vậy. Với lại heo đang tăng giá. Ăn gì nổi. Bố giờ cột cái nạn nha các bạn ơi. Thấp xuống hả? Tới đây nè. Thấp xuống hả? Ừ. Trời. Ủa nó nóng quá vậy. Nóng quá các bạn ơi. Cứu cột khúc. Ê chặt dây ra trước đi bố ơi. Chút cái nóng anh ngồi đó tới trưa luôn á. Không cột dây lại được luôn á. Từ từ để anh cột cho. Rồi anh chặt sao? Anh xoay cứ. Xoay nó đứt hả? Thấy không? Wow. Chạy lại cho người nó tiến một chai gà. Quéo luôn. Ê. Xin lên Phú ơi. Mấy cộng lông hơn chứ nhiều. Xin lên Phú ơi. Lẹ. Nóng quá. Nóng quá. Later. Ê Đặng, mày lấy trái cài mày ơi cái Đặng. Ủa trái cài vậy mày? Em đang nói cà tím của nó kìa Thành ơi. Trời cơ vậy mà tao tưởng thôi mày nói là lấy trái cài chứ. Mày đừng phát ngôn bừa bãi Thành lát nha. Đầu óc Thành lát sao bọ dữ lắm luôn á. Nó toàn như vậy không à. Ê cái thằng đẳng cấp kìa. Ủa mày đi từ trong não tao ra vậy mà mày biết tao suy nghĩ gì mày? Chứ sao mày? Vậy mày giỏi mày đi trong đường ruột tao đi. Là mày biết ra đường nào à. Mày hay lắm. Tụi bay lô nướng gà không? Không biết nướng trái cây rồi ăn thêm. Nhìn thật gà làm gà ghê à. Wow. Mày nướng cái đó lát nữa mày hồi mày ăn cái đó ăn thật kẻ. Khỏi ăn gà. Tí tụi bay đừng xin đồ bóp tao à. Coi vậy chứ ngon lắm nha mày. Cắt lá chuối để hồi lót mấy con gà nướng nha các bạn. Để gà nướng chín cảm giác đã lắm nha các bạn. Mùi thơm bốc vô luôn mũi, thơm quá trời thơm luôn. Các bạn coi kìa, mấy gà nướng đã không? Cây ra luôn rồi kìa. Đã, mày kéo xuống cái đầu gà của tao luôn rồi. Chúc mày ăn cái đầu đó cho tao nha. Nghĩ sao có cái đầu con gà thôi mày cũng làm gãy nữa. Nó muốn chết luôn mày tưởng dễ kéo hả? Vô. Sao? Cái đầu con gà của Thành gần rớt luôn kìa Vô. Ơi rớt cái đầu rồi Thành, coi chừng rớt cái đầu. Rớt rồi lát nữa đặng vô bóc cái tội kéo chi. Ôi làm gì với mày ghẻ? Ở đây hưởng thụ chút Phú ơi. Ở dưới nước phía trên là gió mát lên Phú ơi. Wow. Nằm coi chừng cẩn thận nha. Trượt chân cái là rớt xuống nước luôn á. Few inches later. Dạ các bạn quay kỹ chúng nghe. Các bạn thấy vàng mà nó vẫn chưa chín đâu. Bên trong sợ nó vẫn còn sống nữa nha các bạn. Wow. Thứ gì chịu nổi trời. Yên tâm mấy thằng ơi, chúc mấy thằng tao có lòng hảo tâm lắm cho mày 4 cái hồ câu được rồi. Khuyên mãi cho mày thêm 4 cái đầu nữa kìa. Rồi đặc biệt kèm theo 8 cái chân nữa. Có nhiều bạn ngộ lắm nha các bạn. Bình thường mấy anh em mình không đầu tư tiền vào để quay clip á thì các bạn nói với mấy anh em mình á keo kiệt con nhà nghèo. Còn khi mấy anh em mình đầu tư làm clip á thì các bạn lại nói xài phung phí con nhà giàu đồ. Mấy anh em
mình thực sự có nhiêu là xài nhiêu đó. Đâu phải có ngày nào cũng đều đều được các bạn, phải có lúc này lúc kia với mọi người. Không biết làm sao để hài lòng các bạn luôn á. Ôi vô câu của Nhã nhọn quắc luôn kìa. Không có vô câu nha. Không có mày đi bằng gì mày? Cái đó là tao không biết. Mày nghĩ sao mà mày không có vô câu mày? Thôi Đặng. Gì mày? Sao chắc cà tím nó giống con của mày quá rồi Đặng. Con gì mày? Thì con đó đó. Con đó là con gì? Nó quật tẹt cái con siêu đi, hang bê mệt quá. Xong con gà thành nhái rồi mua ơi. Đâu con gà tao kìa. Dạ. Ủa con đất gì mày? Trời đất ơi. Sao lìa đâu khỏi cổ ơi. Đùng nhẹ cái nó gớt luôn rồi. Ủa con gà bắt cái đâu luôn ơi. À còn thành lát còn con đưa kìa. Cũng cần rụng rồi mày ơi. Nghe chín đi các con ơi, đem ra. Oh my god. Wow. Bây giờ bắt đầu lượng thức nha các bạn. Đổ muối gà chẳng áo. Sẵn nặng thêm giờ chế tắt nữa nha. Đổ đây nữa, đổ đây nữa. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Nặng miếng tắc cho chua ăn ngon nha các bạn. Mấy anh em mình nướng gà xong rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ thưởng thức món gà quay này nha. Sẵn sàng cho mấy đứa. Sẵn sàng. Ngon lắm nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Rồi bây giờ mấy anh em mình thưởng thức món gà này. Anh mừng 300 ngàn người đăng ký nha các bạn. Ui gà nha. Ui. Wow. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Sao đưa cho tao đùi nhỏ xíu rồi Đặng? Để xé thêm cho mày nè. Ủa nóng quá. Giật cái. Nó mày ăn đi mày. Rồi tới tao nha. Wow. Công mày nướng mày ăn được phải đi. Các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon mấy đứa. Ngon. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Dạ giòn lắm thôi. Ừ, quá giòn luôn các bạn. Nóng quá. Nóng quá mấy đứa. Kéo cho mình cái nhả. Nóng quá nhả. Đùa ngon mấy đứa. Ngon. Dài đúng không? Ngon cũng á. Ừ. Không phải là giòn hường đâu. Các bạn muốn làm cái da của con gà nó giòn á, các bạn nướng vô luôn chứ đừng ốp gì hết á. Mừng xong đi nướng luôn. Nướng lớn các bạn giòn lắm. Đặt 400 ngàn người anh đãi mấy em gì em Phú? 400 ngàn người hả? Sao mấy đứa thích ảnh gì nè? Phải làm nồi lẩu siêu to khổng lồ mới xứng đáng anh Phú. Ok ok. 400 ngàn người anh sẽ làm một nồi lẩu hải sản siêu to khổng lồ luôn, gồm có cua, mực, tôm, nói chung tất cả hải sản ngon luôn, được không? Được. Dù gì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nếu không có các bạn thì mấy anh em mình không được như ngày hôm nay đâu. Mong là các bạn hãy đồng hành cùng với tụi mình trên chặng đường YouTube còn lại nha các bạn. Gà này là con gà. Gà này gà đất á. Gà mà ta của mình á, thịt nó mới dai vậy đó. Ăn đầu hả? Quá hả? Nào nướng nó ăn đầu. Trời ơi. Quà cầm đầu ha. Đây cầm đầu phải ăn đầu nghe các bạn. Đấy các bạn, nguyên chiếc cà tím chà bá luôn. Nóng chứ nhỉ? Nóng cái gì? What? Oh, oh my god. Video cũng khá là dài rồi các bạn. Thôi mình và mấy anh em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy video hay và vui thì các bạn hãy cho team thật nhiều like để mấy anh em mình có động lực quay nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bây giờ lúc mấy anh em mình tắm xong nha các bạn. Này, tao chọi xinh mày nè con. Đâu nè.